Đảng Dân Chủ chính thức đề nghị luận tội Tổng thống Donald Trump, đó là nhan đề xuất hiện hầu khắp trên các trang nhất của các báo quốc tế trong ngày hôm nay. Theo truyền thông Mỹ, thì quyết định này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng là Tổng thống Trump đã gây sức ép với Tổng thống Ukraine Zelensky trong một cuộc điện đàm hôm 25 tháng 7. Trong đó thì ông Trump bị cho là đã đề nghị Ukraine mở một cuộc điều tra đối với cựu phó Tổng thống và hiện cũng là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden và con trai của ông. Hãng tin Reuters dẫn lời các chuyên gia pháp lý khẳng định là Tổng thống không nhất thiết phải vi phạm một đạo luật hình sự hiện hành thì mới bị luận tội, mà gây áp lực để buộc một lãnh đạo nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ cũng là hành vi mà những nhà lập pháp Mỹ xem là trọng tội và không thể chối cãi. Washington Post cho rằng đây là một động thái mở đường cho khả năng ông Donald Trump sẽ trở thành Tổng thống thứ 3 của nước Mỹ bị luận tội. CNN thì gọi đây là một động thái lịch sử và là một bước leo thang đáng kể trong cuộc chiến giữa Đảng Dân Chủ và Tổng thống. New York Times thì nhận định là luận tội Tổng thống là những gì mà Đảng Dân Chủ muốn kể từ khi ông Donald Trump đắc cử, và bản thân ông Trump cũng cho thấy là ông đã sẵn sàng cho một cuộc chiến mà ông dự đoán từ lâu. Còn nhận định về tác động của việc luận tội Tổng thống thì ABC News cho rằng là sẽ có một chuỗi sự kiện phức tạp và khó kiểm soát, đồng thời là gia tăng những bất ổn mới vào bầu không khí chính trị vốn đã đầy biến động của nước Mỹ hiện nay.